Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Người dân Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử quan trọng để xác định tổng thống mới của đất nước trong tháng 11. Song ngay từ bây giờ, cuộc đua vào nhà trắng đã bắt đầu tăng nhiệt với vòng bầu cử sơ bộ. Khi hai đảng dân chủ và cộng hòa sẽ lựa chọn ứng cử viên chính thức của mình cho cuộc đua. Bang Iowa là nơi nổ phát súng đầu tiên cho năm bầu cử. Theo truyền thống, chi nhánh hai đảng ở bang này sẽ tổ chức các cuộc họp kín từ rất sớm để lựa chọn người đại diện ra tranh cử. Tuy nhiên, năm nay chỉ có Đảng Cộng hòa bang Iowa tổ chức họp kín vào ngày 15 tháng 1, còn Đảng Dân Chủ sẽ lựa chọn ứng viên bằng hình thức bỏ phiếu qua thư và dự kiến công bố kết quả vào ngày 5 tháng 3. Các cuộc họp kín có quy trình khác và phức tạp hơn bầu cử sơ bộ. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ, cử tri có thể bỏ phiếu kín, trực tiếp hoặc qua thư trong suốt ngày bỏ phiếu. Với hình thức họp kín, cử tri sẽ không được phép bỏ phiếu từ xa. Điều này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì có thể loại trừ các cử tri không thể tham dự vì bận công việc hoặc bị khuyết tật. Đảng Cộng hòa bang Iowa sẽ có 40 đại biểu dự hội nghị quốc gia Đảng Cộng hòa, nơi bầu ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử. Mỗi ứng viên trong cuộc đua đề cử của đảng sẽ nhận được tỷ lệ đại biểu nhất định trong số này dựa trên tỷ lệ phiếu bầu tương ứng. Ông Trump hiện thống trị đường đua Đảng Cộng hòa và chiến dịch của ông tuyên bố rằng họ đang hướng tới chiến thắng áp đảo trong các cuộc họp kín. Các đối thủ chính của ông ở bang Iowa là ông Desantis, người tìm cách thu hút cử tri bằng vấn đề văn hóa. Cuộc họp kín ở bang Iowa cũng được xem là bài kiểm tra đầu tiên cho chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên về thông điệp và sức hấp dẫn của họ. Ứng viên có kết quả không tốt đôi khi sẽ chọn từ bỏ cuộc đua. Giới phân tích cho rằng, những cuộc bầu cử trước cho thấy những ứng viên chiến thắng ở cuộc họp kín bang Iowa chưa chắc đã là người cuối cùng giành được đề cử của đảng. Iowa từ lâu đã là một bang có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa. Với thống đốc hiện tại, các đại diện hạ viện và thượng nghị sĩ đều thuộc Đảng Cộng hòa. Trạng thái đầu tiên trên toàn quốc của Iowa có nghĩa là nó thường đóng vai trò như một chỉ số hiệu suất ban đầu cho các ứng cử viên được đề cử. Jim McCormick, giáo sư danh dự về chính trị Mỹ và chính sách đối ngoại của Mỹ tại trường đại học bang Iowa cho biết, kết quả ở Iowa gửi tín hiệu đến phần còn lại của đất nước, vị thế của từng ứng cử viên và liệu họ có thực sự có cơ hội tiếp tục hay không. Điều này đã được thể hiện ngay trong năm đầu tiên khi Thượng nghị sĩ George McGovern của Nam Dakota nhận ra Iowa sẽ là bang đầu tiên và thực hiện một số nỗ lực đặc biệt ở đó giúp ông giành được đề cử cho Đảng Dân chủ. Trước cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 1976, nhóm vận động tranh cử của Jimmy Carter đã tập trung vào Iowa, nơi được truyền thông toàn quốc đưa tin và cuối cùng đã giúp đưa ông vào Nhà Trắng. Kể từ đó trở đi, mọi tổng thống Mỹ, ngoại trừ ông Bill Clinton năm 1992 và Joe Biden năm 2020, đều lọt vào top 3 của sự kiện họp kín ở Iowa. Ông Barack Obama ghi nhận chiến thắng ở đó với cuộc bầu cử tổng thống năm 2008. Nhưng về mặt lịch sử, việc đứng đầu trong cuộc họp kín Iowa không đảm bảo sẽ giành được đề cử của đảng, đặc biệt là trong số các đảng viên Cộng hòa. Chỉ có 3 lần người chiến thắng trong cuộc họp kín ở Iowa giành được đề cử của đảng Cộng hòa. Iowa có tỷ lệ người da trắng và người già cao hơn nhiều bang khác. Vì vậy, bất chấp nỗ lực của các nhóm vận động, kết quả ở đó vẫn có thể gây bối rối. Bên cạnh đó, Thời tiết xấu vào tháng 1 và thời điểm diễn ra sự kiện cũng có thể dẫn đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp. Chỉ có 30% đảng viên Cộng hòa đã đăng ký tham gia học kín tại Iowa vào năm 2016. Giáo sư Mark Comic lập luận, các nhà quan sát quốc tế có xu hướng nhìn vào New York, Washington DC và Los Angeles để xem nước Mỹ thực sự là gì, nhưng Iowa thực chất phản ánh nhiều hơn các giá trị của vùng Trung Mỹ. Vì vậy, ngay cả với nhân khẩu học và các nhóm dân tộc thiểu số tương đối nhỏ, thông điệp đưa ra từ học kín Iowa vẫn mang tính hệ quả. Để đạt được hiệu quả đó, cuộc họp kín ở Iowa đã liên tục thành công trong việc loại những ứng cử viên yếu khỏi cuộc đua chung. Theo thông tin trên Newsweek, cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO ở châu Âu, Philip Bradlove đã vạch ra ba kịch bản cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, hai trong số đó liên quan đến chiến thắng của Nga. Ông Philip Bradlove bày tỏ, nếu chúng ta không làm bất cứ điều gì khác so với hiện tại thì cuối cùng Ukraine sẽ thua vì Moscow có nhiều nhân lực và năng lực lớn hơn Kiev. Nếu phương Tây từ bỏ Ukraine, họ vẫn chiến đấu dũng cảm nhưng sẽ có thêm hàng chục nghìn người Ukraine thiệt mạng. Cuối cùng, Nga sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, ông này cho rằng vẫn có một con đường mang lại hy vọng cho Ukraine. Nếu phương Tây lựa chọn cung cấp cho Ukraine những gì họ cần để chiến thắng, Kiev sẽ giành thắng lợi trong cuộc xung đột này. Cuộc xung đột sẽ kết thúc đúng như cách mà các nhà hoạch định chính sách phương Tây mong muốn. Nhu cầu cần thêm vũ khí phương Tây khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gấp rút đưa ra yêu cầu trong tuần trước rằng cuộc chiến chống lại Nga không phải chỉ của riêng Kiev. Lời cảnh báo của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ quay trở lại Washington sau khi một nhóm nghị sĩ trong Đảng Cộng Hòa phản đối gói viện trợ trị giá 61,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước Giáng sinh 2023. Trong thời gian Quốc hội Mỹ tạm nghỉ, Ukraine đối mặt với các cuộc tập kích liên tiếp của Nga trong 5 ngày vào dịp năm mới. Hơn 500 tên lửa và máy bay không người lái đã nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, phá hủy một bệnh viện phụ sản, trường học, các căn hộ và khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington DC cho rằng, dù Nga sẽ tiếp tục tấn công quy mô lớn như vậy để áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine và làm suy giảm tinh thần của nước này, nhưng mức độ giữ trữ tên lửa và máy bay không người lái cũng như tốc độ sản xuất hiện tại có thể không cho phép Nga tấn công tên lửa quy mô lớn như vậy trong thời gian dài. Trong khi đó, những lời kêu gọi chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine vốn trị giá tổng cộng hơn 79 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột nổ ra đã nhận được sự quan tâm trong chiến dịch tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Ông Tom Malinowski, cựu giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia và cựu trợ lý ngoại trưởng trong chính quyền, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cho rằng việc phe Cộng hòa ngăn cản nỗ lực giúp Ukraine khiến khả năng Nga giành chiến thắng cao hơn một chút. Ông Malinowski nói, câu hỏi dành cho ban lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện là liệu họ có muốn bị đổ lỗi vì Nga đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột không? Họ cần trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ. Khi cuộc xung đột chuẩn bị bước sang năm thứ ba, ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ một số nhà lập pháp Mỹ về việc Tổng thống Zelensky cần tham gia đàm phán và nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Tuy nhiên, đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh vào tháng 12 năm ngoái đã mô tả những hậu quả tham khốc của việc đóng băng xung đột hoặc thậm chí tệ hơn là chiến thắng dành cho Nga. Khi lực lượng Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 gây ra cuộc xung đột mới tại giải Gaza, sự chú ý của phương Tây đã chuyển sang khu vực Trung Đông. Các nhà ngoại giao và quan chức quân sự phương Tây thậm chí còn tập trung nhiều hơn cho khu vực này khi Mỹ và Anh trả đũa các cuộc tấn công của lực lượng hầu thi do Iran hậu thuẫn nhằm vào tàu thuyền và tàu hộ tống của họ. Trong bối cảnh xung đột lan rộng ở Trung Đông, chiến dịch phản công của Ukraine nhằm đẩy lùi Nga ra các vùng lãnh thổ, cho đến nay vẫn chưa đạt được bất cứ tiến triển nào. Tổng thống Nga Putin cho biết quốc gia này vẫn giữ vững các mục tiêu. Thời gian gần đây, Moscow đã gia tăng các cuộc tấn công vào nhiều thành phố của Ukraine, đặc biệt nhắm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng và cơ sở sản xuất vũ khí. Ở nhiều khu vực, Nga đã giành được thế chủ động trên tiền tuyến, đồng thời đang cố gắng tạo ra bước đột phá lớn. Hiện cả Nga và Ukraine đều chưa thể hiện thiện trí đàm phán vì mong muốn tìm kiếm đòn bẩy trên tiền tuyến. Ukraine cho rằng việc tham gia đàm phán có thể khiến họ phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga khi mà sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev ngày càng giảm sút trong bối cảnh các trở ngại chính trị gia tăng. Cuối tuần qua, Ukraine đã tổ chức cuộc họp gồm các quan chức cấp cao của những nước đang phát triển và các nước phương Tây ủng hộ ép tại Davos, Thụy Sĩ, trước thềm diễn đàn kinh tế thế giới nhằm củng cố sự hỗ trợ và tăng cường gây sức ép cho Nga. Các cuộc thảo luận tập trung vào một số điểm được nêu trong đề xuất hòa bình 10 điểm của Ukraine, trong đó nêu bật điều kiện Nga phải rút quân, tác động môi trường của cuộc xung đột và tầm quan trọng của việc ngăn chặn xung đột leo thang. Một quan chức EU cho biết cuộc thảo luận đề cập đến tác động lan tỏa của cuộc chiến đối với tình hình an ninh lương thực toàn cầu. Những người tham gia đàm phán cho biết, mặc dù các cuộc thảo luận rất hữu ích, nhưng không tránh khỏi sự bất đồng quan điểm. Trong khi một số nước kêu gọi đưa Nga vào cuộc đàm phán, thì một số nước khác yêu cầu Ukraine hành động nhiều hơn để buộc Nga rút lui. Cuộc phản công thất bại của Ukraine vào mùa hè năm 2023 đã làm phức tạp thêm nỗ lực của các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm kêu gọi sự ủng hộ của công chúng dành cho Kiev. Ông Janis Clark, thành viên cấp cao tại Viện An ninh và Quốc tế cho rằng, nếu như trong giai đoạn đầu các nhà lãnh đạo phương Tây tập trung chủ yếu vào năng lực phòng thủ của Ukraine, thì hiện giờ họ quan tâm nhiều hơn đến mối đe dọa từ việc Nga có thể giành chiến thắng. Kết quả một cuộc chiến tiêu hao thường được quyết định bằng việc bên nào có ngành công nghiệp vũ khí tốt hơn. Nền kinh tế Nga có quy mô lớn gấp gần 14 lần so với Ukraine nhưng nguồn lực của các đối tác hỗ trợ Ukraine cũng khá lớn và điều này có thể giúp Kiev phần nào cân bằng cán cân sức mạnh. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang nỗ lực xoay chuyển cuộc xung đột theo hướng có lợi cho họ. Đạn pháo là một trong những vấn đề rõ ràng nhất. Vào giai đoạn cao điểm của cuộc phản công, Ukraine sử dụng khoảng 7.000 viên đạn mỗi ngày, nhiều hơn đáng kể so với Nga. Nhưng điều này đã thay đổi kể từ tháng 12 năm 2023. Ukraine chỉ sử dụng khoảng 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày, trong khi Nga sử dụng với số lượng cao gấp 5 lần. Ông Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh cho rằng, phương Tây phải đối mặt với hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn, hoặc cung cấp cho Ukraine những gì mà nước này cần, hoặc hạn chế viện trợ Kiev để vượt Nga về dự trữ vũ khí. Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều đang gặp khó khăn trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine khoản tiền lên đến 60 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ có kế hoạch viện trợ cho Ukraine vẫn chưa được quốc hội nước này thông qua do tranh cãi về vấn đề nhập cư. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU đang bất đồng về khoản hỗ trợ tài chính hơn 50 tỷ đô la Mỹ giúp duy trì hoạt động của Ukraine trong 4 năm tới sau khi Hungary phủ quyết kế hoạch này vào tháng 12 năm 2023. Ukraine lo ngại mâu thuẫn giữa các đảng phái của Mỹ và sự phản đối của ứng viên Tổng thống Donald Trump sẽ làm mai một cam kết hỗ trợ từ lầu năm góc, khiến họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào châu Âu. Đến thời điểm hiện tại, châu Âu được cho là đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình viện trợ cho Ukraine. Khoản viện trợ của các nước châu Âu gộp lại đã vượt qua con số 44 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ dành cho Ukraine. Riêng Đức đã chi hơn 17 tỷ euro và các nước Bắc Âu cũng đang đẩy mạnh cam kết. Trong tháng 1 năm 2024, NATO cho biết họ sẽ giúp một nhóm thành viên EU mua số lượng lớn 1.000 tên lửa phòng không Patriot trị giá khoảng 5 tỷ euro. NATO không được phép gửi viện trợ sát thương trực tiếp tới Ukraine, nhưng kế hoạch này sẽ cho phép các nước thành viên EU tự do chuyển giao tài sản phòng không của mình cho đối tác. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng không có nỗ lực nào trong số này đáp ứng được tính cấp bách của tình hình. Theo Bộ Quốc phòng Estonia, sản lượng đạn pháo của Nga sẽ đạt 4,5 triệu quả trong năm nay. Còn Russia cho rằng Nga đang sản xuất 100 tên lửa tầm xa mỗi tháng, nhiều hơn gấp đôi công suất so với giai đoạn đầu xung đột.